Thưa các cô bác anh chị, mình đang có mặt ở số 302A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10. Thì hôm nay đi tới làng nướng Nam Bộ để dự một cái tiệc. Đây đang là con đường Tô Hiến Thành nha các bạn. Đây phía trước mặt chúng ta là con đường Tô Hiến Thành. Còn cái hướng di chuyển này đó là chúng ta sẽ đi ra khúc giao lộ Tô Hiến Thành cắt với Thành Thái. Đi thẳng là sẽ về Lữ Gia, rồi khu quận 11. Đây giờ mời cô bác anh chị cùng đi vô trong này, vào vô nhà hàng làng nướng Nam Bộ. Đó, thì ngay từ cái sảnh bên ngoài đó các bạn, là ở đây ý, về giữ xe đó là người ta dùng cái điện thoại, người ta quét, điện thoại quét, sau đó rồi đưa thẻ cho khách, rồi gửi xe vô trong này. Nhà hàng này cũng rất là đông nhá các bạn. Ở trong này trang trí cũng đẹp. Nhiều người muốn tới chụp hình hoặc là quay phim sống ảo này nọ thì cũng vô trong này. Đó. Ở đây thì phục vụ cũng ok. Giá cả ở đây thì không có hề rẻ. Đây, ai muốn thì có thể leo lên chỗ này chụp hình cũng được này các bạn này. Họ làm một số cái góc để cho chúng ta sống ảo. Đó. Rồi khúc này thì có mấy cái lu nước. Đó, bên này cũng có mấy cái lu nước này các bạn này. Đó, ai muốn chụp hình, chụp viết các thứ thì vô đây mình có thể, nếu mà đông người quá đó thì ngồi đỡ bên này. Ôi chào người đẹp, trời ơi nhận không ra luôn. Trời ơi, dạ. Dạ con chào mấy cô, dạ, trời ơi. Ai cũng đẹp hết. Gia với cô Tư nè. À dạ vâng, ai cũng đẹp quá, nhìn thấy, nhận không ra trên luôn. Trên YouTube mà nè. À dạ 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 rồi. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô. Đây với Biên Hòa lên. À dạ vâng, dạ rồi, rồi chào gia đình mình nhá. Rồi xin chào gia đình mình. Dạ. Rồi quá trời, từ Biên Hòa lên. Đó, mọi người đi ăn tiệc buổi tối đi rất là đông vui nhá. Đó, cứ tốp đi theo từng tốp khách. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong nha các bạn. Thì ở đây á, trang trí cũng khá là đẹp. Nói chung là họ rất là biết nịnh người. Đây là hình những cái con cò này. Con cò bé bé nó đậu cành tre đây. Con cò rồi cái xe rơm, cánh đồng lúa. Đây nữa các bạn này. Treo mấy cái đèn này dạng như là đèn bão, đèn măng sông ngày xưa. Nhưng mà bây giờ dùng cái bóng điện rồi. Đó. Có những đây đặt tiệc gia đình này, chúc mừng sinh nhật, rồi cánh đồng lúa, cánh cò. Đó, con cò bay lỏ lả bay la, có mang nỗi nhớ của ta không cò. Đó, tới đây là khu vực cò kè các kiểu. Rồi bên tay phải của chúng ta theo cái hướng đi vào là khu hồ hải sản nhé. Các loại cá lăng, cá tầm, cá chép giòn, ăn cái gì thì lựa cái đó. Đấy, các bạn nhìn thấy cũng rất là hoành tráng. Còn phía trước kia là chỗ khu quầy lễ tân này. Đây mấy em mặc kiểu quần áo bà ba. Chiếc áo bà ba, bà Tư bà hay mặc. Đó. Đây là phía bên ngoài, là ngồi bàn ở phía bên ngoài thì ngồi không có xài máy lạnh. Còn chúng ta thích thì chúng ta sẽ ngồi những các cái phòng máy lạnh ở phía bên trong. Đây khách đi thì có thể là liên lạc với mấy cái em mặc khăn đóng áo dài này ấy, là để dẫn vô phòng. Đó, hỏi tiệc ở khu nào là mấy em sẽ dẫn vô nhé. Chỗ tiệc cô Tư là phòng lạnh mấy đấy em trai? Tên cô Tư. Thì cô Tư gì đâu vậy? Danh cô Danh, chị Danh cuối đường bên phải lên lầu, cuối đường quẹo phải lên lầu đúng không? Anh cảm ơn. Đó, thì nói chung là trong một cái list tiệc của họ là rất là dài, Rồi đây các bạn đi rồi, trong này là họ cũng làm một vài những cái tiểu cảnh này. Tiểu cảnh làng nướng Nam Bộ, và đây mình phải đặt bàn trước thì mới có chỗ nhé. Còn nếu mà mình đặt mình không có đặt trước là không có còn chỗ để ngồi đâu. Đó, những cái bàn dài thòng lọng. Đây mình sẽ đi một vòng các khu. Chỗ này là cái kiểu làm dạng như là mấy cái tượng nộ. Thôi chắc đi đây. Còn khu bên này đó, khu bên này là các cái phòng tiệc. Đấy, khu bên này là các phòng tiệc này các bạn này. Đây để đi để coi cho các bạn coi. Đây ai đặt tiệc thì vô trong này. Đấy, đây là họ có cả những cái phòng đặt tiệc. Ở trong này ví dụ như đây nữa này. Đó, những cái ai mà muốn đặt tiệc nguyên một phòng có không gian riêng thì đặt ở đây. Có rất nhiều góc chụp cho các bạn để sống ảo, sống thiệt. Đó, trời ơi, rộng quá trời luôn. Ở trong này rất nhiều phòng nhé. Đây là bé Thanh An đây. Đây rồi, dạ. Đây rồi. Đây bên đây là Happy Wedding là đám cưới không phải nhá. Bên này các bàn tiệc đám cưới này. Xin chào. Đây đang thử âm thanh ánh sáng này, hình cô dâu chú rể này. Còn đây là hôm nay Happy Birthday bé Thanh An nhá. Ôi trời ơi. Rồi, xin chào. Dạ. Đây con dâu nhà cô, nhưng mà hôm nay nhận không ra luôn. Nhìn quá trời đẹp luôn. Hello, xin chào. Đây bà nội bà ngoại cùng bà nội bà ngoại. Anh là anh ở đấy đi. Đây các bàn tiệc. Ơi trời. Dạ rồi, xin chào cả nhà nhé. Dạ rồi. Dạ. Chào bà Khang. Đây các cô chú ở dưới Biên Hòa lên chơi. Các bà đang ẵm cháu rồi. Rồi thôi rồi. Bạn ơi. Ở đây mình sẽ vòng ra ngoài đi một vòng cho các bạn coi nhé. Đó là cái tiệc sinh nhật mà lát xíu mình sẽ dự. Còn đây, đi xuống dưới này các bạn này, có những cái chỗ này cho chúng ta chụp hình này. Đó, hình rồi ngồi ôm nhau ở đây cũng được nhé. Đó. Rồi những cái buồng điện thoại, tạo cảnh, tạo hình. Đó. Đây lại một sảnh nữa, Happy Birthday, tiệc sinh nhật. Trước thì mấy anh bên Mỹ về đặt là mấy cái phòng ở trong này này. Nhiều phòng lắm. Ở đây mỗi phòng thì gọi là một sảnh. Đây là cũng là thôi nôi một bé khác. Đó. Đây một sảnh khác, sảnh số 6, sảnh cưới. Kỷ niệm 32 năm ngày cưới Hoàng Thắm. Rồi đi vô trong này là khu toilet nha các bạn. Đây, kỷ niệm mấy chục năm ngày cưới. Đó. Đồ ăn các thứ là bày lên đây. Xong rồi chờ quý vị quan khách tới, sau đó dọn lên. Đây còn có những cái chương trình xổ số, bốc thăm trúng thưởng sinh nhật bé, nhưng mà người ta cũng thuê cái đơn vị tổ chức sự kiện lại. Đây mình sẽ đi tiếp nhá, đi tiếp một lượt. Nói chung ở đây thì họ tổ chức cũng nói chung là về không gian các thứ là ok. Chỉ có cái là mắc thôi. Ở đây mình đi ra cái khúc phía bên ngoài này cho các bạn coi này. Đây thì cũng có những cái chỗ mà giống như bán bóng bay, bóng biếc các thứ cho con nít, cho con nít tới bóng bay rồi siêu nhân. Đó. Anh ấy nặn cũng rất là giỏi. Đó. Siêu nhân, bóng bay. Đó. Rồi bây giờ người ta bật cả nhạc sinh nhật lên. Đó. Rồi mình sẽ đi một vòng. Lát xíu rồi đám tiệc thì chắc mình không có đi được thì thôi ngồi một chỗ. Nói chung là cái phong cách làm dạng như kiểu đồng quê, làng quê đó các bạn. Đó, có nhạc nhẹ. Đây còn một số những cái bàn ngồi bên ngoài. Ai thích thì có thể ngồi trên lầu. Thường thì mọi người sẽ ngồi ở dưới đất nhiều hơn. Đây cái khúc này thì cũng là hoa giả thôi các bạn. Đó. Rất là đông vui nhé. Rồi, cả ở trên lẫn dưới này. Đấy, rồi có phòng lạnh, hệ thống phòng lạnh, phòng VIP. Khu VIP 1, VIP 2. Phòng lạnh. Nhân viên rất là đông nhá. Nhân viên ở đây phải vài trăm người các bạn. Đó, họ làm cả một cái tháp xoay tròn lên. Nhìn trông nó cho nó sinh động. Nói chung là về cái trang trí ở đây thì được, nói chung là ok. Đó, thỉnh thoảng họ bật mở nhạc sinh nhật. Đó. Rồi thôi bây giờ mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi vào trong nhé. Đây, mọi người đứng ra để chụp hình. Đó, bà con của bác đi tiệc. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại phòng tiệc nhé. Quay một vòng như vậy để cô bác anh chị chúng ta biết như ông chủ chưa tới. Chưa thấy ông chủ tới à? Ông chủ đâu rồi, chưa thấy tới à? Chắc ở nhà trông nhà rồi. À. Quay một lượt để cho các bạn coi nhé. Đó, trang trí ghi là mừng thôi nôi bé Khanh An. Đó. Cái này cũng tiền không các bạn. Đó. Đó, nhìn rất là đẹp luôn nhá. Đây, mọi người đang chăm sóc cho bé này. Đó. Đó, chăm sóc. Hôn em đi. Nào nào nào, kia kia. Hôn em gái nào con. Em hôn anh gái đi, em hôn anh gái. Em hôn anh nào. Em hôn anh miếng đi, em hôn anh miếng đi. Có mặt trời đô như cái cơ vậy đó. Hôn đi, chụt 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 đi. Chụt chụt này. À, đó, chụt chụt đi nào. Không gái đi, không đi. Không ngại đó. Hôn lại đi, hôn lại đi. Hôn lại, hôn lại, hôn lại đi. Nào hôn lại đi coi nào. Không, em hôn con màu, em hôn mày. Hai, ba. Hay quá. 2, 3, hôn lại để lên. Bo chủ động là. Chị và các bác, là hôm nay là mừng thôi nôi của bé Thanh An được 1 tuổi. Và con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đến chung vui cùng với gia đình chúng con. Con xin cảm ơn ạ. Trang mới đẹp chứ. Rồi dễ thương quá. Em ngồi hẳn lên cái bậc trên kia. Ngồi lên nữa nữa. Lên nữa nữa. Thế đúng rồi. Rồi đấy. Rồi. Rồi quá đẹp. Rồi Trang chụp đi. Đó, mắt lim dim. Mắt lim dim mê chim bỏ bạn.